Rồi, chào anh em buổi trưa nha. Thì em mới nhận hợp đồng cái máy này đi Thanh Hóa nha anh em. Thì máy này số khung mới là 1201 ha. Rồi, để em quay sơ sơ máy chứ cho anh em xem trước khi làm bảo dưỡng nha. Đây, số bơm ở đây. Chị em cũng mở kiểm tra hết cho khách luôn nha. Em đang tiến hành mở hộp số ra làm cho khách. Ngày tiếp theo của máy này đây nha. Đây, hộp số nó mở đi làm rồi. Chút nữa xong về là gáp vô luôn. Rồi, em đang trong quá trình làm riết lên để mà giao kịp máy trong đêm nay luôn ha. Đây, nãy giờ cũng tới đây hộp số rồi gáp hết rồi. Chắc chút nữa bắt đầu gáp hàm vô. Rồi, máy Thanh Hóa nha anh em, đang làm gần xong, gần hoàn thiện rồi ha. Đây. Rồi, chào anh em buổi chiều. Hôm nay em lên máy về Thanh Hóa cho khách nha. Máy này em cũng bảo dưỡng xong hoàn chỉnh rồi. Đây là máy DC-70G Blue. Thì cũng có làm bảo dưỡng sơn máy nguyên chiếc cho anh em, làm miễn phí. Máy này lên luôn ở rửa ha. Bây giờ xin chào anh em. Mấy cái máy này thì em sẽ bảo dưỡng bên số miễn phí, không có tính phí anh em ha. Với phụ tùng em có tặng cho mớ mười mấy triệu á, anh em thay vô thôi ha. Đây giờ em sẽ chạy qua xem nha, rồi mới sang vào cái xe lớn. Rồi xong, cảm ơn em rất nhiều luôn nha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Bên em dễ nhận diện nha.